91 ạ. Phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh được cần được cung cấp năng lượng là 2813 kJ cho mỗi mol glucose. 1 mol glu thì cần 2813 kJ. Trong 1 phút 1 cm vuông lá xanh thì nhận 2,09 J năng lượng mặt trời và sử dụng vào tổng hợp glu là 10%. 10% của 2,09 nó là 0,209 J. Một ngày nắng trong 11 giờ với thời gian là 11 giờ nhân 60 phút. Diện tích lá xanh là 1 m² thì tương ứng lại là 10.000 cm², thì dẫn đến sẽ sử dụng năng lượng để tổng hợp glu. Đấy. Nào, 1 phút mà tương đương là 11 nhân 60, vậy đây sẽ là 11 nhân 60 gấp 11 nhân 60 lần này. 1 cm mà đây là 10.000, vậy phải nhân lên 10.000 nữa này. Gấp lên mà. Nhân với lại 0,209 J. Đúng không ạ? Mà mình phải đổi với đơn vị kJ. 11 nhân 60 nhân 10.000 nhân với 0,209 bằng 1379400 J, và nó bằng 1379,4 kJ. Được chưa ạ? Thế đề bài hỏi là khối lượng glucose tổng hợp được thì đấy, 1 mol glu thì cần tương đương năng lượng, mà mình có tương đương năng lượng thì mình sẽ tìm được số mol glu. 1379,4 chia 2813. Được chưa? Và từ đó mình tìm khối lượng glu là lấy cái anh kia nhân 180. Đấy, chia cho 1379,4 này chia 0,4 chia này 2813 này bằng này, nhân 180 này bằng này 88,26. Đúng không? 88,26 thì gần bằng 88,27. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ dàng đúng không các em? Đây là một câu thực tế rất rất dễ dàng đối với các em luôn.